bắt nhóm thiếu niên mang hung khí đi đánh nhau trong đêm. Chiều mùng 5 tháng 4, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết đã bắt giữ 13 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng tại xã Sơn Đồng. Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày mùng 3 tháng 4, nhóm của Nguyễn Nghiêm Nhật, sinh năm 2006, ở Sơn Đồng, Hoài Đức, hẹn gặp nhau ở cổng trường tiểu học Sơn Đồng để ngồi chơi. Sau đó cả nhóm rủ nhau đi đến nhà Nguyễn Hải Nam, sinh năm 2007, ở Yên Sở, Hoài Đức, làm hung khí dùng để đi đánh nhau. Các đối tượng sử dụng máy hàn và gắn lưỡi dao vào ba thanh tuyếp sắt dài hơn 2 mét. Làm xong hung khí, nhóm của Nhật để lại toàn bộ hung khí gần nhà Nam rồi rủ nhau đi lượn đường Yên Sở. Khi nhóm đang đi thì gặp nhóm của Cương, sinh năm 2008, ở Đức Thượng, Hoài Đức, nói bị một nhóm ở Đan Phượng đuổi đánh. Cả nhóm quay về nhà, Hải Nam lấy ba tuyếp sắt gắn dao và một thanh kiếm cầm đi để quay lại đuổi đánh nhau với nhóm ở Đan Phượng. Tuy nhiên, không tìm thấy nhóm đối thủ nên quay về. Lúc này, cả nhóm đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Căn vào tài liệu điều tra, Công an huyện Hoài Đức đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 13 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Công an huyện Hoài Đức đang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng có liên quan.